Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Nhân này. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bán hành cho zombie nha các bạn. Ok, mình mới kiếm được cái map hay lắm. Đâu rồi ta? Mình mới tải một cái map rất là hay. Straightway to Heaven. It's a place, it's dark. We need to find the right. Ok, cái map này là Triway to Heaven. Mình tạm gọi nó là nấc thang lên thiên đường các bạn. The unholy shall kneel before the might of the honorable. Mới đầu game mà còn phải dạy hô. Mới đầu mà nó cho mình sống đồng rồi. Ồ, con nó thay đạn kìa. Ok. Oh, blessings come from above. Hey guys, I am surrounded. Let's shock. Cái này hồi sinh. A drink that requires a mature parrot. The honorable cannot be tainted. Nó đông gì ta? Điệt. Mình xuống được. The dying will be destroyed. Double points. The path of the virtuous gives great gifts. Mình sẽ tiếp tục đi lên vậy thôi. You lack focus. Kaboom. Let the light of a thousand suns purify your souls. Gì đây? Ồ, chạy nhanh nè. Stamina. Quỷ khổng lồ nó kiếm mình nè. Đó, nó kìa. Để mình lấy mình đang cầm cái súng này, mình chưa có ăn được. Sấy hết rồi. Cháy. Ơ. Lượm cái này thôi mà khó với nhau mình không biết. Your strike was weak. Instant kill. You will feel the power in my veins. Instant kill. Instant kill, đụng là chết đấy. Lượm cái cherry coi. Cái cherry này là khi mà đạn mình thay đạn thì nó sẽ giật điện. You will be purified by honor. Cái giật điện ra xung quanh cũng hay. Return to darkness. Nice timing. Mắc hơn.
not stop until you are all destroyed. They will fall before me. Cái này sai được. Chạy nhanh. Hai đạn cũng nhanh nữa. Cannot survive. Không biết mình phải leo bao nhiêu tầng nữa. Hồi nãy giờ mình mở cũng nhiều cổng rồi đó. Cổng trên kia chắc cũng phải 6.000 mấy. Ừ, nó kìa. Trời, tao chạy hơi bị lùa quá. Nhân 2. Double points. Double the honor. Ôi cái gì vậy? Đánh mình hai cái rồi đó. Đây á. Cái này không khó. Khó dạ. Má khó dạ mà. Ủa có cái này nè. Bao nhiêu? You bring me great honor. Chẳng phải. Mình sẽ lừa cho tụi nó chạy qua. That will hold them up for a while. Cho nó đỡ tốn. Cái chai này là tăng máu. Nó tăng cho mình 200% máu. Các bạn chơi cái này mà các bạn nghĩ các bạn có thể chiên được, các bạn xác định đi. Xuống kìa. Mong là kiếm được đạn. Not on this day, on it at all. Wow, nó lag. Fine weapon. Chết mẹ. Mẹ, lũi. Hơn là mình có một cái revive. Even monkeys fall from trees. Giờ mình phải bắt đầu là từ đầu rồi. Đấy. Cái này được cái bắn siêu. Chết rồi, người bị vậy á. Nó khóc lắm đi. Đạn kìa. Xuống cái này kìa. Ra lụm đạn liền. Die, foul creatures!
The tide keeps in our favor. Cầm qua. You kill me? No, I kill you. Bảy ca năm. Cái cherry đâu ta? Đây. Cherry. It takes discipline to be surrounded by a hole. There is no victory, only death. Now we can continue the fight. I have finished Norm Charlemagne. Sao nó có đồng vàng xong rồi ngon. I curse the beast. Cầm được cái gì? Destruction rains on the unholy. Giờ bắt đầu hết đạn rồi đó. Đù, the disease surround me. Rồi lo móc sao nồng rồi sáng. Clap me down.
This gives us time to plan. Continuance is strength. I shall continue. Bốn ca, bốn ca. Xuống lầm thêm cây súng. Rồi. Xuống hết đạn rồi. Cây nào cây nấy cũng hết đạn bàn hết rồi. Rồi. Một. Continuance is strength. I shall continue. 9500. Cần mấy bé nào mà có đạn á. Thôi. 9500 lận. 950 lận. Rồi. Their annihilation will decrease the emperor. Insta kill. I am possessed by the power of the Emperor! Mấy cái con quỷ Hi, monster! Hai con luôn rồi đó. Chơi cái này thì mình chỉ cần để ý là đừng có bị để bị vướng rồi. Nó mà đánh trúng là một cái là các bạn sẽ bị chậm. Mà đã chậm rồi thì thấy mẹ luôn. Cái gì? Weapon is low on honor. Đâu thế? You will all die again. It's evil persists. Trời ơi, nó câu kìa. Mình hình như mình sắp lên tới nè. Mình sắp lên tới cái chỗ này. Cần đạn, cực kỳ cần đạn luôn. Vô. Cái gì đây? Ok mẹ. Mặc dù không biết cái gì nhưng mà ổn lắm. Cái đồng vậy? Mình có gì không? Nó lâu lâu mình có thấy những cái đồng tiền á. Các bạn để ý mấy cái đồng tiền ở trong cái game này bắn cũng được thì mới như vậy đó. Mình đang đợi gom cho nó đông đông rồi mình sở hữu lượt luôn. I have finished on Takame. Đồng tiền đó, đồng tiền không?
Ý, đạn. Nè. Well. The spirits come to aid us. Đức Phật pháp nè. Nãy không để ý để bị nóc một lần quê tí chứ. Rồi mình sẽ nâng cấp cây này đi, nên mình sẽ lên cây mình nâng cấp xuống. The beast never knew what he did. To darkness. Mười một ngàn hai trăm chín rồi, bắn thêm một hai con. Đủ. Đi ít hai kìa, lượt ít hai. Qua đây. I will not stop until you are all destroyed. Hai bắn bầy là 8.000 mấy rồi. Your path leads to your death. Qua lấy cái này. Qua lấy cái này mà các bạn khi mà các bạn bị đánh vào thì thế nào cũng bị We must fight through the scourge. Chạy. Tù đồng vãi. Strike is weak. Bây giờ zoom cốp lên đi và tự sát luôn các bạn. I am surrounded by ore that is unholy. Oh, I'm done. Now your head is fed to no one. Đủ nè. Ui, còn một tầng nữa. Cái này không cần. No victory, only death. Cái tác dụng của cái hình con nhện đó các bạn. My cursed beast. Đụng vô mình một cái là nó sẽ bị nổ. Tơ nhện bắn đầy mặt. Ở dưới nó chạy lên rồi. Mình phải
cây RBK mấy bạn. RBD chứ không phải RBK. Thấy mình hay lộn với hai cây này lắm nha. Để bu đồng đồng thì xả một lượt. Xả sự một lượt. Explode with honor. Lần này nè. The spirit comes. Return to darkness. Bắn này nó siêu con rồi. No, I kill you. Có gì không? Oh. Đây, đây, đây. Chết nè. Chết nè. You will feel the power in my name. Đủ. Đủ. Yeah, mình đã lên tới nơi rồi. Mình cái này trước nè. Bấm E. Không thử cái tay. Mày hả con? Con bay, con A bằng. I will not stop till you are all destroyed. Let the light of a thousand suns purify your soul. 2500. Đi. Rồi mình sẽ update cái cây cây này đi. Sick princess, we are near the leader ship. Ui, con cây à. 2000 viên đạn. You had an unhappy ending. 2000 viên đạn. Not on this day, tormented soul. Cái này giống như chặn tụi nó luôn á. Lên lên được nữa là chết. Thả đạn coi. Thả đạn nhanh đấy. Giờ dưới đây thôi. Rồi, mình thử đầu cái này để kết thúc. Ui, kết thúc. Cứ như vậy thôi. Rồi. Đầu game mình lượm được cái sáo nồng á. À, các bạn coi sáo nồng nó đến kim cương rồi. Vàng, mạ vàng đến kim cương. Ngon chưa? Mơ sợ chưa? Sợ chưa? You bring me great honor. Cho mày này, ui rất là nặng luôn. I have finished non Charlemagne. Đổi súng. Đâu mà súng này. Ồ, chuyển thành cấp 4 rồi. Chỉ thành cái Arco cấp 4 rồi. Phóng này. There is no victory, only death. Oh.
Tí nữa mình FPS luôn cây RBK. Còn tí nữa vậy giờ luôn chứ. RBD chứ mấy cái lộn RBK riết à. Now with more honor. À, thời đạn vẫn khấm à. The force of 1,000 wombats. You die. Để mình lấy súng nhắm xả nó mấy viên coi nó chừng nào nó chết. Nó rớt nó rồi. Dài thế. On this day, torment its soul. Mình còn update thêm một tầng nữa vậy. This is a virtue of the honor. Now this is what I'm talking about. Tôn, các bạn có biết tôn không? Tôn là nó kiểu như là mình thôi miên đó. Đó, còn nó đánh kìa. Nói gì mà sao nó trái xa vậy? Return to darkness. Con này liều lần thứ hai thôi. I shall continue. My foul creature. Double points. The path of the virtuous gives great gifts. This weapon will be useless without bullets. Nè, rớt đầu rồi, nó chạy kìa. Bye.
have finished Mon Salamane! Chắc là đủ. I will soon need ammunition! In our favor. Đủ rồi. Rồi. Okay. Okay. Đi. Mình bị nóc một lần. Thiệt là đau đớn. 36 phút, 38 giây. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha.